Đại Ngọc Trâm mặc xuyên thấu ra đường trước khi chê đồ bộ xấu. Đại Ngọc Trâm là một trong bốn MC nhận nhiều chỉ trích khi chê phụ nữ Việt Nam mặc đồ bộ ra đường. Thời trang của bà xã Hoàng Mèo nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của người hâm mộ. Thời gian gần đây thì câu chuyện về đồ bộ nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Theo đó, Tuyền Mập cùng với diễn viên Đại Ngọc Trâm, Triệu Ái Vi, vợ của ca sĩ Dương Ngọc Thái và Hana Giang Anh nhận nhiều chỉ trích khi chê phụ nữ mặc đồ bộ ra đường. Phong cách thời trang của bốn MC trong chương trình trở thành đề tài bàn tán của khán giả. Bà xã Hoàng Mèo, diễn viên Đại Ngọc Trâm cũng không ngoại lệ. Là người của công chúng, cô nàng cũng luôn chăm chút cho hình ảnh của mình. Đại Ngọc Trâm đa dạng thời trang. Đúng như ý kiến của mình trong chương trình, cô chưa từng đăng tải hình ảnh đồ bộ lên mạng xã hội. Nếu không phải đi diễn, người đẹp sẽ chọn những bộ đồ đơn sắc, đơn giản cả kiểu dáng cũng như chất liệu. Mỗi khi lên sóng hay góp mặt trong các sự kiện thì Đại Ngọc Trâm ưu ái những thiết kế gọn gàng, ôm cơ thể để tổng thể vừa mắt hơn. Diễn viên từng nhuộm tóc màu sáng và đi theo hình ảnh cá tính nổi loạn. Ở thời điểm hiện tại, bà xã Hoàng Mèo nềm nã hơn, vẫn giữ được tính nghệ sĩ nhưng phần nào tiết chế đầm thắm hơn. Những người trong cuộc lên tiếng về chuyện đồ bộ. Là người có tên tuổi nhất trong 4 MC nên diễn viên Tuyền Mập chịu sự chỉ trích nặng nề nhất, thậm chí kêu gọi tẩy chay của cộng đồng mạng. Diễn viên Tháng Năm rực rỡ bức xúc. Nói chuyện làm sao nghe cho được, chứ có phải là cha là mẹ người ta đâu mà bác xin lỗi. Tôi đâu có phải tự nhiên đi ngang bạn mà tôi chê bạn mặc đồ bộ nhìn ghê. Tôi đâu nói đích danh bạn đâu mà bạn bay vô nói đích danh tôi. Đó là một buổi talk show, chương trình. Bây giờ chương trình truyền hình, YouTube có rất nhiều. Bạn có thể, bạn coi không thích thì bạn mở sang cái khác, cô viết. Đại Ngọc Trâm cũng thể hiện cảm xúc của mình khi nhận cơn mưa chỉ trích từ dư luận. Trước những tin nhắn thô thiển từ Atifan, diễn viên viết: chửi cái gì em cũng có thể im lặng, nhưng anh đòi vụ này bất nhân, thú thật với anh. Em là gái đâu có chồng anh ơi. Cây muốn lặng mà gió không ngừng. Không chỉ cộng đồng mạng mà nhiều sao Việt cũng lên tiếng bóng gió về việc ủng hộ phụ nữ mặc đồ bộ. Đại đa số đều xem đây là nét đẹp văn hóa, màu sắc riêng của phụ nữ Việt Nam. Bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này?